Nào các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta tiếp tục với phần chữ. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái cơ bản của phần chữ như sau. Thì trong cái phần chữ thì nó sẽ chia là hai phần. Phần thứ nhất là chữ tiêu đề, và phần thứ hai là chữ văn bản. Thì cái chữ của chúng ta nó sẽ có những cái giá trị như sau, là khi bạn tích vào mũi tên tam giác nhỏ trong này thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 7 loại. Và khi tích vào đây một cái thì tôi đã có được cái quyển chữ, hiểu không? Thì nguyên tắc của cái việc mà khi dùng chữ thì chúng ta chọn vào đây và chúng ta tích thẳng màn hình. Và tích thẳng màn hình nó sẽ tự mặc định cho chúng ta một cái từ mà chúng ta gõ. Và cái chế độ phông mà dành cho việc mà trên Linux thì là chế độ Unicode. Các bạn nhớ nhá, Unicode. Và tất nhiên là sau khi làm xong bạn tích vào đây, bạn gõ vào đây cho tôi là mới cực hành chẳng hạn nha. Okay. Và sau khi làm xong chúng ta trở về phím V và chúng ta kéo to ra một tí thì chúng ta đã có được cái chữ của chúng ta rồi. Nhìn này không ạ? Thì các bạn cũng nên lưu ý là có những trường hợp chúng ta đánh tiếng Anh và cũng có những trường hợp đánh tiếng Việt thì chúng ta có thể sổ xuống góc màn hình, ở đây nó có tiếng Việt này. Chúng ta ấn vào Ctrl Shift, Ctrl Shift là nó trở thành từ Việt thành Anh, Ctrl Shift trở thành Anh sang Việt, Việt thành Anh. Ok. Bạn nào nếu mà chưa biết được việc này thì cứ ghi vào, để tại vì có những trường hợp em phải đánh là không có dấu. Ví dụ có một từ tiếng Anh nào đó xen kẽ vào giữa thì em không phải mất dấu nữa thì nó sẽ làm như nhá. Và tiếp tục sau khi mà làm xong thì cái nguyên tắc chúng ta làm về chữ thì chúng ta tìm ra các cặp tương phản. Tương phản nghĩa là sao? Nó sẽ có béo, gầy, cao, thấp, có chân và không chân, rỗng và đặc. Thì các bạn phải tìm ra cho tôi tất cả những cái giá trị như vừa rồi. Thì trong một cái phiên bản về chữ, đối với chữ tiêu đề thì chữ tiêu đề là được quyền convert nhá. Convert có nghĩa là biến dạng, định dạng của chữ để chúng ta làm được cái điều mà chúng ta muốn. Thì ở đây các bạn nhìn này, ở đây nó sẽ có các thuộc tính. Trong một phông chữ có một các thuộc tính khác nhau. Các bạn ghi trong một phông chữ sẽ có rất nhiều phông chữ có các thuộc tính để chúng ta có thể chọn ngay trong một phông. Ví dụ tôi muốn nhấn mạnh là cái chữ Khánh của tôi chứ tôi không muốn nhấn mạnh cái họ nhà tôi chẳng hạn, thì tôi chỉ cần tích vào đây một cái tôi quét qua, nhìn quét qua được. Và sau khi quét qua xong tôi sổ xuống thì tôi chọn là bold đậm, tự khắc nó sẽ có nét thanh và nét đậm. Nhìn không ạ? Hiểu cái này chưa? Thì đây là một giá trị về nhấn nhá. Cũng tương tự như vậy, nếu bạn chọn vào cái giá trị như là chúng ta chọn vào Roboter, tôi chọn một cái phông Roboter như này chẳng hạn, thì trong đây nó cũng có nhiều cái khác biệt cho các bạn là khi bạn tích đúng vào đây. Ở đây nó có Black, được chưa? Và phần thứ hai này tôi sẽ chọn vào chữ New Key và tôi sẽ quét qua và tôi chọn vào đó là Thinh, thì bạn sẽ thấy là nét cực kỳ mạnh. Em nhìn chưa? Nét thanh đi, nét đậm. Đây là giá trị về đồ họa trong thiết kế của các bạn. Các bạn làm cụm chữ, các bạn muốn nhấn mạnh ví dụ như là giảm giá như 30% cực kỳ to và đậm lên vô chuyện là khác hẳn. Và cũng tương tự như vậy thì cái phần đấy thì tôi có thể quét qua và chọn cho nó một cái màu. Đây là tương phản. Ok, muốn quét qua lần nữa thì người ta sẽ như này, Ctrl X và chúng ta sẽ chơi trò như sau, đó là T và chúng ta ok, tôi kéo xuống ở đây. Nhìn nhá. Thì người ta sẽ tương phản một giá trị nữa là người ta ấn Civic. Rỗng và đặc. Em hiểu cái việc rỗng đặc không? Tôi sẽ chọn ra cái khung này là bold đậm lên. Đấy, rỗng đặc này sẽ như này. Có nghĩa là cái này là đặc, còn cái này là sẽ là nét. Nhìn không? Cũng tương tự như vậy, chúng ta ấn Shift X và chúng ta sẽ chơi một trò như sau, là người ta có thể vẽ một cái biểu tượng hình ở đây. Người ta sẽ đổ một cái màu, đó là màu đen. Tôi lập ra một giá trị tiếp theo, Ctrl C, Ctrl F, tôi sẽ kéo từ trái qua phải và tôi chọn cái này là màu đen. Đây là âm và dương. Đấy, người ta có thể tạo ra những giá trị tương phản. Tất nhiên màu thì cũng không thể dùng như này, vì trông này rất là chối. Hiểu không ạ? Tôi sẽ chọn cái này màu trắng. Ở đấy thì nó mình dùng làm sao cho nó đẹp. Đấy là việc mà chúng ta phải nguyên tắc này. Hiểu không ạ? Vậy thì chúng ta hãy tìm ra tất cả các cặp tương phản để dành cho nó. Ví dụ chúng ta đưa vào đây. Chúng ta sẽ chọn ổ E và chúng ta sẽ chọn một cái nội dung. Không biết là mọi người đã copy được cái phần chữ này chưa. Tôi sẽ có một cái chữ trong thiết kế đồ họa. Đây rồi. Ở trong phần bố cục chữ này thì đây, đây là cái tiêu đề đấy. Mọi người phải để ý là những cái phông chữ này là người ta vốn dĩ chỉ có phông này thôi, nhưng cái này được biến đổi rồi. Biến đổi làm sao để làm cho cái chữ R nó đẹp hơn, nó điệu hơn, thì khi người ta làm cho thời trang nó sẽ cực kỳ bắt mắt. Cũng tương tự như vậy với những cái hình, chúng ta có thể làm ra một cái hình như này và chúng đặt sản phẩm vào trong cái chữ của chúng ta cũng rất là đẹp. Ok, chúng ta chọn này.
có những chữ thì chúng ta phải đặt vào trong cái phạm vi ở những cái khoảng không không này rất là đẹp, nhìn đúng không? Đấy thì khi mà chúng ta nhìn nhiều cái thì chúng ta xử lý, đây cũng là một cách xử lý. Cái cách xử lý là chúng ta phải nhìn nhiều để chúng ta rút ra kinh nghiệm. Có những cái người ta sẽ đặt những khoảng không các kiểu với nhau. Đây là những vùng chữ. Đó, chúng ta bỏ bố cục chữ ra sẽ làm đây. Nhìn chưa? Đây là chữ. À, cũng tương tự như vậy thì tôi có bố cục thiết kế đồ họa. Rồi đây. Đây. Đây là một cái thứ mà nó sẽ rất là nhiều về chữ. Chúng ta cũng phải nhìn và chúng ta sẽ dựa trên cái nền tảng làm nhảy. Và chúng ta phải dựa vào nó để làm ra sản phẩm của chúng ta. Và sản phẩm đấy đây phải được Việt hóa. Nhìn nhau, chúng ta sẽ chọn lựa các loại phông chữ khác nhau, cách đặt khác nhau, được chưa? Đấy, em nhìn nhá, cách sắp xếp nó rất quan trọng. Những này em chỉ cần làm được cái cụm bên trái và cụm bên tay phải là sẽ rất là ổn. Bởi vì em có nhìn này, chỗ này, em có nhìn cái nét này chưa? Nó thẳng tưng cho cái thằng này. Kéo xuống này. Sự căn chỉnh nó sẽ nằm trong đây rồi. Nên là cái phông chữ này nó sẽ rất là đẹp. Đây có những cái phông này em chỉ cần phải, đây là chữ D thì phải cắt đi để tạo ra chữ N. Đây, nó làm này. Đấy thì trong cái phần này thì các bạn có thể về nghiên cứu thêm để chúng ta có thể có những cái bài giảng tốt hơn trong cái phần này. Và phần này các bạn sẽ làm cho tôi những sản phẩm đấy. Thì đối với những cái hình chúng ta có những cái đối tượng và chúng ta chọn một cái màu. Và tất nhiên chúng ta làm thì chúng ta nên lưu giữ cái bộ phông lại. Bởi vì có những bộ phông mà chúng ta convert rồi nhưng có những bộ phông chúng ta chưa convert. Thì trước khi convert thì chúng ta nên giữ cái bộ phông ấy lại. Để ví dụ sau này mà có khách hàng mới thì chúng ta chỉ cần thay thôi. Nó đẹp rồi. Các bạn lưu ý vào cái chợ. Ok, vậy thì sau khi làm xong được cái phông chữ rồi thì chúng ta có ngắn dài cao thấp các kiểu thì chúng ta sẽ bàn đến cái việc thứ hai là cách điều chỉnh phông chữ bằng cách là lệnh Ctrl T. Ctrl T chính là bảng điều chỉnh phông chữ. Ctrl T là điều chỉnh phông chữ. Ok, chúng ta sẽ chọn vào cái đây ạ, em nhìn đi ạ. À, trong cùng một cái phông này thôi nhưng mà chúng ta sẽ chọn cho nó hai giá trị. Ví dụ tôi có thể quét qua cái này. Đấy giống như là anh vừa chia sẻ các bạn rồi thì em chỉ cần chọn vào cho nó cái nét này. Nét này nhá. Nét này là mảnh này. À, sổ xuống này, nét này còn mảnh hơn này. Rồi nét này còn mảnh hơn nữa này. Đấy thì em thấy là tương phản rất là mảnh. Nhìn đó. Thì cái bảng của chúng ta khi ấn lên thì nó sẽ ra cái bảng này. Thì cái giá trị đầu tiên là chính là cái độ to nhỏ của phông chữ đấy. Mà độ to nhỏ phông chữ đấy thì em chỉ cần sổ xuống em chọn theo đúng tỷ lệ hoặc là to lên thì đấy là việc của em, hiểu không? Em hiểu cái này chưa? Nhưng cái độ to nhỏ người ta có thể làm bằng cách gì đó, người ta có thể quét qua cái biểu tượng đó. Người ta có thể quét qua biểu tượng đó, nhìn ạ. Và lúc này người ta sẽ dùng lệnh Ctrl Shift và ấn dấu mũi tên bên tay phải của các bạn nó sẽ to lên và nhỏ đi là sẽ là ngược lại như này. Thì thường thường anh hay dùng này. Bởi vì nó sẽ tiện cho anh rồi. Em hiểu cái này chưa? Ok, tiếp theo trong quy trình khi mà chúng ta làm thì ở đây chúng ta cũng có một cái giá trị nữa là người ta sẽ có là giãn giữa những đối tượng ở đây với nhau. Tại sao thế? Bởi vì có nhiều người ta sẽ quét qua biểu tượng này. Người ta ấn vào Ctrl X, người ta T, người ta click vào đây. Sau đó thì người ta sẽ đặt từ trên xuống dưới này sẽ như này. Ok, trong trường này các bạn đừng bao giờ phải ngại là chúng ta phải đặt nó chạm mép hay không, bởi vì đừng có làm mất dấu được và người ta vẫn phải nhìn được cái tín hiệu mình đang nói là từ gì là được. Vậy thì dấu tôi có thể chế được không? Dấu nó đang cao đúng không? Cắt bỏ đi cho dưới một tí, bởi vì chúng ta học về convert mà. Vậy thì cái việc mà giãn dòng trên dòng dưới các kiểu với nhau thì đấy là việc cũng rất là quan trọng. Nên là các bạn nhìn này, ở trong này tôi chỉ cần đánh một cái chữ như sau, đúng không? Người ta sẽ có giữ phím A, đẩy sang phải là giãn ngang và đẩy sang trái là giãn. Hiểu cái này chưa? Thì cái này nó có giá trị này. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Ok, tôi sẽ chọn vào số 75 thì nó giãn ra. Ấn vào đây thì nó sẽ là như này. Và tất nhiên là chuẩn nhất thì người ta sẽ kiểm tra lại là tựa về không thì nó chính là định dạng nguyên bản của nó.
Các bạn hiểu cái này chưa? Và tất nhiên trong quá trình khi làm thì các bạn biết rồi. Đây ạ. À, có những trường hợp mà khi khách hàng người ta có một cái diện tích nó chỉ như này thôi. À, sau đó thì người ta sẽ chọn cái này cho nên trên tất cả và người ta đặt một cái màu trắng. Đấy, có khi đặt màu trắng như này đúng không? Và tôi sẽ quét qua chữ G. Tôi sẽ phóng to lên như này đúng không? Và sau khi tôi phóng to chữ G xong tôi sẽ đặt ở đây. Ok. Và chữ G đấy em có thể quét qua. Em sẽ chọn một cái màu, ví dụ tôi chọn một cái màu cam này. Em nhìn nhé, rất đơn giản, nhưng mà ví dụ tôi không muốn là ví dụ cái chữ G tôi có thể kéo lên đây một tí, tôi chỉ lấy từ đoạn này đến đoạn này, tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F cho nên trên tất cả chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7 thì có phải nó sẽ được nhanh không? Và sau khi đã làm xong này thì bắt đầu tôi sẽ dùng một cái text nữa là quét qua một cái vùng gọi là text văn bản. Thì sau khi chọn text văn bản xong bạn sẽ to không ạ? Tôi ấn vào Ctrl T. À, và tôi sẽ chọn cho nó không phải 100 nữa mà tôi chỉ chọn khoảng 9 thôi. Nào được chưa, xóa này đi nha. Bây giờ thì dùng T vẽ ra chắc chắn là chỉ bằng 9 rồi. Nhìn này chưa. Vậy thì trong quy trình khi thiết kế chúng ta sẽ đặt vào đây. Em nhìn ra chúng ta sẽ chọn một cái màu ghi. Đấy. Thì như anh đã chia sẻ cho em thì em có thể đặt vào đây để bằng mép của cái này. Nhìn không? Thì riêng text văn bản là những cái địa chỉ điện thoại email của các bạn ấy. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là khách hàng thì người ta chỉ có diện tích đất này thôi, nhưng người ta lại cho mình một cái text rất nhiều. Thì bây giờ làm thế nào? Bây giờ thì chỉ có một cách, đó là bạn chọn vào đấy và giữ phím cho tôi. Thứ nhất là cái giá trị phông chữ đừng có nhỏ quá là dưới 6, nhìn không ạ? Vậy thì trong trường này tôi sẽ chọn là số 7, số 8 đấy chưa? Nào, số 7, số 8 và cái nét này không bao giờ chọn nét dày, bởi vì cái này nét dày rồi thì cái này là nét mạnh, bởi vì nó sẽ quy định về chính phụ. Tuy rằng cái này là chữ to, nó sẽ có chính phụ trong này, thì tôi sẽ chọn là cho nó giá trị là nét thường. Đấy, nét thường này. À, phần thứ hai nữa là gì? Trong quy trình khi làm thì cái chữ này nó là chữ văn bản nên bắt buộc chúng ta chọn là paragraph và chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng là cân đều. Thì như này nó sẽ đẹp hơn. Phần thứ ba nữa là khi tôi chọn giữ phím em tôi đẩy lên trên này. Nhìn lại giữ phím em đẩy trên nhé. Trừ trường hợp các bạn nhớ nhá, đừng bao giờ cái này co sát quá thì cái dấu nó sẽ biến mất. Còn dấu mà không mất thì chúng ta vẫn làm phương pháp này để chúng ta lấy được diện tích đất. Có khách hàng thì rất là tham, họ đưa cho mình cái file Word rất là nhiều, nhưng người ta bắt bảo em phải trình bày lên trong này quân quốc ảnh đấy cơ em ạ. Thì tính sao bây giờ? Thì bắt buộc chúng ta phải co giãn giữa dòng trên dòng dưới thì nó sẽ tốt hơn. Em hiểu cái này chưa? Ok, thì đây cũng chỉ là một cái phương pháp mà các bạn lưu ý là người ta thiết kế là một cái sản phẩm đồ họa đấy. Đúng không? Trông nó khá đơn giản nhưng lại đem lại giá trị. Thì có những người người ta làm như này, nhưng có những người người ta có thể tạo ra những cái tín hiệu, ví dụ người ta vẽ vào đây một điểm như này nhá. Và tôi sẽ chọn một cái em. Ok, cầm biểu tượng này cắt vào đấy. Đây được gọi là, người ta gọi là kéo màu trong thiết kế, nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi cũng không cần phải nhìn nhiều, tại sao phải để vào đây? Có nhiều người bảo là để kéo màu đúng không? Đấy thì mình học là mình phải rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Và cái text của chúng ta nó sẽ có biểu tượng, đó là Ctrl T, nó quản lý đầu tiên là to nhỏ này. Đây là giãn giữa dòng trên và dòng dưới này. Đây là giãn giữa các chữ ngang ngang này. Em nhìn chưa? Ok, và chúng ta sẽ có một cái là độ to theo chiều dòng ngang và độ to theo chiều dòng dọc. Các bạn nhìn thấy T, tôi tích vào đây một cái. Tôi phóng to lên. À, chữ thì không bao giờ được nguyên tắc là mè kéo đây như này rồi. Bởi vì nó thay đổi phông chữ như em có nhìn này không ạ? Khi thay đổi như này thì chắc chắn phông chữ sẽ gặp vấn đề và mình nhìn biết ngay là ông bị có vấn đề ngay. Nhưng khi mà chúng ta chọn sổ xuống và chúng ta chọn vào giá trị đó là 100% thì sao ạ? Thì nó trở về đỉnh dạng của chúng ta. À, cũng tương tự như vậy, chúng ta bỏ theo chiều cao như này được không ạ? Thì ở đây nó sẽ làm sao? Nhìn này này chưa? À, 100% xem nó được không? Hiểu cái này chưa đã? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiếp theo, đó là giá trị ký tự đặc biệt. Em đi ký tự đặc biệt như sao? À, cái ký tự đặc biệt chúng ta sẽ làm như sau, đó là chúng ta chọn vào đây, chúng ta sẽ ghi là cm vuông số 2. Em nhìn đi ạ. Thì cái số 2 nó nằm ở đâu? Thì số 2 nó nằm phần trên đầu không ạ? Thì bình thường người ta sẽ quét có giá trị này. Và tôi sẽ next qua như này thì có phải lên đầu không em? Nhìn này chưa? Nhưng trong cái biểu tượng mà người ta học Word ấy, người ta có một cái tính năng rất là hay ở chỗ. Tôi sẽ để cái này chuyển về giá trị không nhé. Nào tên. À, chúng ta chọn vào CM, chứ ấn Ctrl Shift cộng số 2.
nhìn thấy không? Cái này là học từ Word nhá. Nha. Muốn đánh vào dấu mũ thì em chỉ cần ấn vào CM, ấn dấu Ctrl Shift rồi ấn dấu số mà mình mong muốn thì nó sẽ được như vậy. Còn bình thường không được như vậy đâu. Đây thì thực chất nó chính là cái này. Bản chất là cái này. Đấy thì sau khi làm xong, và tất nhiên là sau khi làm xong này mình có thể xoay cái độ ô ra nữa. Có thể xoay 90 độ thì cái hình nó sẽ xoay nhỉ. Như thế chưa? Ok, vậy thì sau khi đã làm xong thì bây giờ người ta tính năng tiếp theo thứ hai đó là gì? Tại sao chúng ta lại chọn vào phương pháp là phải convert cái phông chữ? Các bạn ghi convert phông chữ như sau. Cái này nó sẽ liên quan đến cái việc là khi mình gửi cho khách hàng thì cái file thiết kế chúng ta không sợ bị nhảy phông. Tất nhiên mình vẫn biết là nó phải có packet, nó đóng gói và để cho khách hàng nó được, nhưng mà thậm chí nói thật em là có nhiều khách hàng không biết dùng đâu, đúng không? Thôi tóm lại tôi còn vẫn tự gửi cho ông một file, ông tự mà đi mà in, tự mà làm thiết kế được chưa? Thì cái convert đấy nó sẽ có tính năng là khi chúng ta chọn vào những biểu tượng như sau, đó là sau khi làm xong cái này thì tôi sẽ chọn một cái nét chữ đó là thinh thì nó sẽ rất là mảnh, và tôi phóng to nhẹ. Lúc này tôi sẽ, thứ nhất là tôi sẽ đổ một cái gradient. Các bạn nhìn đổ gradient nó không đổ được bởi vì chữ của chúng ta là không đổ được gradient. Phần thứ hai, chúng ta tích vào blur là không có. Nhìn nhớ. Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò là Ctrl Shift O là biến nó trở thành đối tượng G. Ok. Creo này. Được chưa? Rồi, vậy thì sau khi ấn vào Ctrl Shift O thì convert nó rồi thì chúng ta mới sử dụng được toàn bộ tất cả những giá trị hữu của nó. Được không? Ấn vào đây nhá. Và sau khi ấn vào đây xong thì các bạn nhìn này, lúc này tôi sẽ đổ cho nó một cái gradient để các bạn yên tâm điều rằng chúng ta sẽ đổ được gradient. Nhìn không? Và phần thứ hai là chúng ta sẽ dùng một cái công cụ, ví dụ như tôi chọn màu đen. Và tất nhiên lúc này sử dụng được những công cụ brush. Và với cái brush này thì cái hình này chúng ta sẽ rất là đẹp. Ví dụ chúng ta sẽ làm được rất nhiều hiệu ứng liên quan đến cái viền bút của đối tượng của chúng ta. Đúng không ạ? Nhìn chưa? Chữ muốn chất hay không là do bờ rớt của chúng ta đó. Hiểu cái này chưa? Ok. Xong cái này rồi đúng không ạ? Nào tiếp theo. Các bạn nhìn này. Vậy thì sau khi mà chúng ta convert rồi thì chúng ta mới sử dụng dần bộ. Như vậy thì có những cái là khi mà chúng ta convert rồi chúng ta mang đến cho khách hàng rồi, khách hàng ok, nhưng mà bỗng nhiên đến phần in thì khách hàng mới chốt lại một câu là chữ này cần phải thay đổi. Thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi và vất vả. Nên người ta mới sinh ra cái trò là không cần convert mà vẫn đổ được gradient và phần thứ hai là vẫn đổ được blur như bình thường. Ok, các bạn ghi đi cách không cần convert. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng như sau. Để chúng ta chọn vào sau khi tôi chọn xong thì tôi có một cái hiệu ứng cho các bạn chọn nữa, đó là tôi sẽ chọn một cái, thứ nhất là chọn một cái bold đậm, tôi chọn bold đậm cho các bạn dễ nhìn hơn. Và phần thứ hai là tôi sẽ co giãn cho các phông chữ này với nhau, giữ phím an đẩy vào đây là sẽ khít lại, nhưng cái khít lại thì cũng chỉ vừa phải thôi nhá. Rồi đây ạ. Thì cái cách thức thì tôi cứ copy thành hai đã cho nó thuận tiện, bởi vì có cái convert thì nó cũng hay và có cái không convert đấy. Thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác như sau. Có hai cách. Cách thứ nhất là bạn vẽ cho tôi một cái hình. Vẽ một hình trước. Và sau khi cái hình này tôi sẽ đổ cho nó một cái gradient mà tôi thích. Tôi thích thôi. Đấy thì tôi thích nhau thì được thôi. Và chúng ta sẽ lần lượt là chúng ta sẽ cầm cái đối tượng này này, ném một phát vào trong cái biểu tượng đó là gì? Graphic. Graphic style. Bạn ném cái này vào cho tôi, có nghĩa là nó sẽ giống như một phong cách mà em chọn lựa đấy. Nào các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn nó ném vào đấy nhá. Và sau khi ném xong, nếu mang như một phong cách thì bạn chỉ cần rất là đơn giản, lúc này chúng ta chỉ cần chọn vào chữ và chúng ta chỉ vào đây là chúng ta đổi được gradient. Và sau khi chọn được gradient xong thì chúng ta sẽ giữ phím cái gì L, G, chúng ta thay đổi cái từ cửa kính này từ đây thôi, nhớ không? Và cũng tương tự như vậy, với có gradient rồi thì chúng ta có thể theo hồ mà chúng ta làm. Ví dụ chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây và chúng ta đẩy cái này vào trong ở giữa.
Ok, vậy thì bạn sẽ nhìn thấy phần phía trên nó sáng và phía dưới nó sáng, được chưa? Vậy chúng ta đẩy vào đây một tí. Đấy, trên sáng, dưới sáng và giữa đậm. Và lúc này sau khi làm xong thì chúng ta thoát bỏ và chúng ta sẽ chơi trò như sau là copy được phiên bản số 2. Và chúng ta ấn vào Ctrl Shift O. Và Ctrl Shift O thì chúng ta sẽ đổ cho nó một cái màu, đó là màu trắng được không? Nhìn nhận. Thì cái màu trắng này tại sao lại tôi phải làm này, bởi vì nguyên tắc của cái việc làm một cái chữ bóng bẩy đây thì người ta có trên sáng, dưới sáng và giữa đậm, và đúng rồi có một cái lớp trắng ở phía trên thì tôi chỉ cần vẽ một cái nét từ trái qua phải bùng lửa của đối tượng chữ như này ạ. Sau khi làm xong tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và tôi chơi một trò là dùng công cụ shift gì shift m và xóa toàn bộ những cái thằng dưới đi. Và sau khi xóa xong thì chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ chọn này và vứt đi. Hình của chúng ta đã có rồi, chúng ta chỉ việc làm một thao tác là giảm nó độ xuống là 20%. Cái này chúng ta đặt ở đây thì nó sẽ có giá trị cho các bạn chẳng hiểu. Em nhìn chưa? À, cái này nếu mà chúng ta tăng lên giá trị 30% thì chúng ta sẽ thấy nó còn rõ nữa. Em nhìn chưa? Đó, cái chữ nó bắt đầu nó bóng bẩy này. Và cũng tương tự như vậy sau khi làm xong cái này, tại vì cái đối tượng này của chúng ta đang mang hiệu ứng của cái graphic style. Mà graphic style thì có thể dùng bằng nét được không, thì tôi dùng bằng nét luôn, tôi sẽ chọn cho nó một cái nét màu trắng. Cái nét màu trắng này tôi sẽ cho to lên một tí ạ. Được chưa? Thì các bạn có thấy là nếu mà dùng nét to như này thì nó buồn cười không ạ? Nó bị lấn át hình chính ạ. Thì các bạn lưu ý là thực chất bản chất của cái graphic style này khi đưa vào ấy, thì nó nằm trong appearance. Cái appearance mới chính xác là cái nguyên bản và cái gốc của nó nằm ở đâu, nó chính là cái này nhá. Cái này mới là quan trọng, thì bạn chỉ cần chọn ở đây thì các bạn có thấy là ở đây tôi đang dùng cái màu của chúng ta là cái này đúng không, cái nét của chúng ta là cái này đúng không. Đấy, vậy thì để muốn làm thế nào là mà tôi cho to nét nhưng mà nó lại không ảnh hưởng đến hình chính, thì các bạn có thấy là đang giá trị của chúng ta đang hình đang ở dưới không, hình đang dưới không ạ. Chúng ta chỉ cần cầm cái nét này chúng ta ném một phát xuống phía dưới thôi nhá. Bạn nhìn cầm này ném trên. Đấy, bình thường chúng ta phải nhân hai bản nhá, như này. Có nhiều người này phải nhân hai bản là Ctrl C, Ctrl F lên một độ. Sau đó cái hình phía trên là mất nét đi thì có phải được nhảy không ạ? Nhưng cái này em phải mất có hai độ. Có mất hai cái đúng không? Nhưng bây giờ anh chỉ quản lý một cái thôi. Và cách nào thì có phải chọn ở đây đúng không? Cầm cái này, ném phát lên trên cùng. Thế có được này. Và bây giờ theo hồ em thích nét bao nhiêu đấy là việc của em, to mãi thì nó vẫn chỉ ra ngoài thôi. Nhìn nhận, Ctrl Shift O. Ctrl Shift H. Tại vì nó là màu trắng và viền trắng. Các bạn làm cho sữa, làm cho cái gì đó thì tùy các bạn vẫn sẽ kết toàn bộ hai và bắt đầu dịch chuyển theo chiều chéo. Ví dụ, xô lệch theo chiều chéo. Và tôi cầm nha, tôi kéo này. Được không ạ? Và sau khi kéo dịch chiều chéo xong thì tôi sẽ quét qua cả hai và chúng ta ấn vào Ctrl G để group nó lại. Lúc này lập chữ trên nền trắng, đặt trên nền trắng thì người ta phải sử dụng một thao tác là effect. Người ta chọn một biểu tượng đó là style và chúng ta chọn vào drop shadow. Drop shadow chính là tạo bóng cho đối tượng. Tôi thích vào đây một cái, các bạn nhìn nhận. Và lúc này tôi sẽ chọn cái blur này nó thấp xuống. Ở cái này tôi chọn cái độ nhòe nó xô lệch nó ít thôi. Nhìn chưa? Bây giờ tôi chọn vào đây số 2 nhá. Rồi ok, chọn này. Yeah. Và lúc này tôi chỉ cần giảm cái độ này đi xuống còn 10 thôi. Cái này nhé, đừng bao giờ cho bóng đậm quá, nó sẽ xấu nha. 10. Đây ạ. Ok. Đó, tôi sẽ chọn 20, tầm 20 vừa. Bạn nhìn chưa? Thì chữ của chúng ta rất là sạch và cái này là làm cho một số cái hình loại bánh kẹo các kiểu, là dùng cái kiểu này. Làm rất là dễ được. Yeah. Vậy thì chữ màu xanh hay màu đỏ, màu vàng thì đều làm theo phong cách này hết. Rồi, thì đây là phong cách đầu tiên. Phong cách thứ hai chúng ta làm được cái gì? Đây, cũng là chữ này. Thì bình thường cái chữ của chúng ta chính là appearance này. Đây là bản phiên bản gốc. Thì chúng ta muốn tạo ra một cái hình chữ đó thì chúng ta chỉ cần sổ này xuống, chọn là add new fill. Add new fill là áp cho nó một cái mặt nạ phía trên và chúng ta đổ được gradient như bình thường. Nhưng cái kia phải tạo ra gradient em kéo vào đúng không? Thì cái này không. Ấn vào đây là có sẵn như hai cái đấy. Đây là bản năng gốc của nó mà. Nó chính là chỗ này đấy ạ. Ấn vào đây nhá, nhìn nhá. Và sau khi xong thì có phải bạn đồng ý tôi là chọn rồi gradient không? Tôi tạo nó mặt nạ chưa? Ok, và phần thứ hai là chúng ta sổ xuống cái này đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ sổ xuống cái này, đây là nét rồi, sổ xuống cái này chúng ta chọn là số 5. Dạ, thì có em có thấy là đây là màu trắng của chúng ta không ạ? Chúng ta sẽ chọn một cái màu ghi cho các bạn dễ nhìn.
thì cái màu ghi này muốn xuống dưới thì đấy có giống như cây vừa rồi không ạ? Đúng này chưa? Nhưng trong phần này lại có một cái điều rất hay ở chỗ là em sẽ sổ xuống, em chọn vào add new stroke là tạo thêm cái viền nữa, nó có thể tạo hai viền một lúc. Và sau khi tạo hai viền một lúc thì em nhìn là tôi tạo một cái viền thứ hai, thì cái viền tôi có thể để cho nó cùng cái màu nó hơi nâu một tí, và cái viền này hơi to tí, tôi sẽ cho nó nhỏ lại rơi tầm khoảng 2. Em nhìn bên ngoài nhá, và tôi sẽ chọn số 1 được không ạ? Nhìn đây nhá, nó nhỏ hơn bên trong ạ. Và cái chốc này của tôi có thể là khi tích vào tôi có thể chọn nét đất được không? Em nhìn thấy chưa? Và cái chữ này nó mới làm được rất nhiều thao tác khác nhau. Em hiểu không? Ok, vậy thì có những người bảo là em không thích cái chốc này đâu. Vậy thì ok, vậy thì chúng ta sẽ thu nhỏ này nhá, được chưa? Tôi sẽ chọn cái nét này có thể theo kiểu gradient được không? Được không ạ? Và đây là gradient nên là chúng ta sẽ thay đổi bằng cách như sau, tại vì nó là nét. Vậy thì trong phần ấy các bạn có nhìn chữ F ấy không? Tôi đang chọn vào nét của đối tượng thì tôi được quyền áp dụng toàn bộ cho phần F đấy. Bằng cách sao? Bằng cách là chúng ta chọn vào F, chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn drop shadow, là cái này chỉ áp dụng cho cái viền của đối tượng thôi. Nên là em biết là anh sẽ làm nõm lại vào trong được bằng cái hiệu ứng này đấy ạ. Ok, ấn vào đây. Em nhìn này, lúc này chúng ta sẽ tăng cái giá trị này lên. Em nhìn lên chữ anh nõm lại nha. Rồi ok, phần này chưa đủ đậm đúng không? Rồi, tôi sẽ chọn vào blur đi mức độ 100 nha, cho nó dễ là 100. Được chưa? Nhìn này chưa? Có nhìn chỗ này không ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn là cho nó bớt đi. Nhìn số 1 chưa? Cái này số 2, xuống đây. Đây, xuống đây một tí. Nhìn thấy chưa? Em có thể chữ nõm lại không ạ? Cái này làm đủ trò luôn. Nói thật với em, bản nâng cao nó chính là nằm trong đây đấy ạ. 50, chữ của em mới bắt đầu mới phong phú được. Em nhìn chưa? Ok, tích vào đây. Nhìn này, vừa phải. Làm chữ rất là đẹp. Sau khi làm xong em vẫn ok. Em bảo là không có chữ em nhưng phải có chất liệu bên trong thôi. Ok, vậy thì tôi chọn vào phần đây là phần màu đúng không? Vừa rồi tôi phần chọn viền đúng không? Thì cái phần màu này tôi được quyền áp dụng cái effect đấy, và tôi sẽ chọn cho nó một cái hiệu ứng như tôi muốn. Ví dụ như bạn có thể chọn vào texture, bạn chọn vào đây, cái sản phẩm của em nó sẽ có được, nó có ngay lập tức cái này. Nhìn này, nhăn nhăn này, nhìn chưa? Và tôi ấn ok này thì các bạn yên tâm một điều rằng cái sản phẩm ở giữa nó sẽ nhăn. Nhìn này, phóng to cho mọi người xem. Nhìn nhỏ đấy. Vậy thì nhưng mà có nhiều người bảo em lại muốn thêm một cái viền nữa cơ. Ok, này chọn Apnice Joke, nó có cái viền thứ ba không ạ? Thì cái viền thứ ba này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu, đó là màu trắng. Tôi sẽ chọn cho nó một cái nét nhỏ thôi, không biết là cái nét đâu. Tôi sẽ tăng giá trị này. Em có nhìn cái viền trắng ngoài không ạ? Đấy, thêm được viền trắng này, và cái viền trắng bắt đầu tôi mới chủ dòng nét đất cho các bạn. Ok, chọn nét đất. Đâu rồi, không nhìn thấy. Ờ, cũng được, nói chung là nó có sẽ có rất nhiều cách cho em lựa chọn. Em ấn vào đây, em nhìn thấy chưa? Ở ngoài chữ của chúng ta sẽ có dạng như này. Và nếu ngoài sau khi con chữ này gì, cái chữ của chúng ta có thể dùng cái giá trị nó, tại vì nó là chật chốc nên em có thể được quyền chọn những cái hiệu ứng cho nó. Thế thì sau khi mà làm xong em được quyền thay đổi cái chữ này, bởi vì là đây là cái hiệu ứng mà cho cái cụm chữ đầu tiên phía trên, em làm cho thời trang, em làm cho thời giày đấy đấy. Ok, thì em có thể thay đổi thành chữ Khánh được nhá. Ok, thấy thì chưa, em giờ nó áp dụng vào phông mà có cần phải con vớt đâu, hiểu cái này chưa? Đấy, thì đấy là một trong những kỹ năng rất là quan trọng trong việc thiết kế của chúng ta. Tiếp theo, vậy thì cái con vớt nó làm được cái, không cần con vớt mà làm được cái gì đó, nó chính là làm chữ 3D. Làm chữ 3D. Để muốn làm được cái điều này thì chúng ta phải dùng một cái thao tác như sau. Đây ạ. Nào, trước khi làm chúng ta ấn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn một cái ổ D và chúng ta chọn vào phần giảm cân. Cà phê giảm cân.
là chúng ta sẽ chọn vào mỹ phẩm. Đây bên là mỹ phẩm và chúng ta sẽ có một cái color của cái open cửa sổ e. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào giảm cân. Sau khi chúng ta chọn vào cà phê giảm cân rồi thì chúng ta sẽ chọn đến cái biểu tượng, bởi vì là chúng ta phải chọn được cái hình thù của cái vàng đồng ấy thì chúng ta mới làm được. Đây trong trường này tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức đấy. Tôi tích đúc vào đây. Sau khi tích đúc xong nó sẽ hiển thị thì tôi sẽ chọn đó là cái giá trị số 1. Các bạn nhớ là các bạn phải chọn một là màu đậm, hai là màu nhạt. Nhá, vậy thì cái này là 1, cái này là 2. Em có thể chọn một trong hai, em chọn là cái này. Được chưa? 1 giữ shift chọn 2 Ctrl C. Sau đó sang bên này thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl V. Nhìn thấy không ạ? Cái biểu tượng này thì các bạn nhớ một điều rằng cái biểu tượng chúng ta có thể lưu cái đối tượng này vào bằng cách nào thì bạn chỉ có được nó rồi chưa? Nào, bây giờ nhìn này. Lúc này tôi sẽ chọn vào biểu tượng. Trước khi làm được cái này thì các bạn nhớ là cái phông chữ chúng ta phải dày. Và chúng ta sẽ thực hiện cái chiêu thức như sau là chúng ta đổ cho nó một cái appearance. Ví dụ Anifin thì chúng ta có được một cái màu. Nhìn cái màu đấy ạ. Thì cái màu này em chỉ cần dùng bút Y và em chỉ sang đây là em sẽ lấy màu sáng của đối tượng và dùng phím G và kéo từ trên xuống dưới như này. Nhìn này chưa? Phần thứ hai, chúng ta sẽ cầm đối tượng chúng ta ném vào đây. Được không ạ? Chúng ta vẽ qua cái này một tí xem là có được không. Ok, đổ ở đây, được chưa? Bạn nhìn này chưa? Cũng tương tự như vậy thì bạn cũng vẽ luôn cái đối tượng này và ném một phát vào hôm màu để lấy được cái hai cửa radian và chúng ta không cần này nữa rồi. Đấy. Và tất nhiên là đối tượng này muốn đẹp được thì nó phải nằm trên một cái nền, nó là nền đậm, nên chuyện đương nhiên. Đúng chưa? Và cái đối tượng này muốn cho nó đẹp nữa thì người ta sẽ dùng chiêu thức như sau. Người ta sẽ có một cái tính năng đây ở trong cái appearance, thì đây là cái miếng đầu tiên là fill, là cái giá trị hình đầu tiên. Tôi có thể chọn một cái giá trị thứ hai là add new fill, thì tôi có phải có hai cái không ạ? Thì riêng cái một và cái hai, ví dụ tôi tạm thời tôi chọn thử cái này là đậm thì cái này có lên trên không ạ? À, vậy thì cái này phải là màu sáng. Còn vậy thì có phải cái dưới nào sẽ là đối tượng dưới không ạ? Thì riêng cái đối tượng dưới này tôi sẽ chọn một cái màu, đó là màu đậm. Nhưng màu đậm các bạn sẽ không nhìn được. Ok, các bạn có thể chọn bằng phím G, bạn kéo đây hay là kéo sang đây hay là như thế nào đó tùy các bạn nhá. Được chưa? Nào lúc này chúng ta sẽ chơi một trò như sau là riêng cái đối tượng ở dưới tôi sẽ chọn biểu tượng là FFX. Tôi chọn vào biểu tượng là phần gì ạ? Desktop transform và tôi chọn vào transform. Transform là giá trị về dịch chuyển. Thì lúc này trong phần dịch chuyển chúng ta có preview. Thì đây là dịch chuyển theo ngang, tôi sẽ tăng cái giá trị này lên số 1. Cái này tăng cái này số 1 thì các bạn sẽ thấy là xuống dưới không ạ? Nhưng số 1 nó hơi bị to, nên tôi chỉ chọn vào 0,2. Cái này 0,2 thì mới ngon nhá. Được chưa? Và tại vì sau khi 0,2 xong thì cái này nó có xuống được. Em cầm em 5 chuột này, nhìn chưa? Em tăng cái này đi. Em tăng bao nhiêu thì nó sẽ dịch chuyển mấy một cái hình của chúng ta bấy nhiêu. Nhìn không ạ? Đấy thì sau khi em làm được cái này thì em ấn ok thì có phải đây là cái giá trị của em không? Em có thể chọn xuống phím G. Em cầm em kéo nhảy. Đây là cái gradient của em. Ok, tôi sẽ chọn sang bên này một tí, tôi sẽ cầm đây. Ctrl C sang bên này. Ctrl V để chọn. Thì đây là cái hình mà các bạn nhìn thấy tôi chọn dưới ạ. Tôi chọn vào phím Y ngắn, tôi chỉ vào đây. Em nhìn chưa? Tại vì tôi đang tác động phía dưới mà, chứ tôi có chọn trên đâu. Cái này rất rõ ràng. Sau khi làm xong này thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó có khối, bởi vì cái gradient nhỉ. Em chọn cái trên. Nhìn chọn trên nhá. Thì em phải chọn phím G, em kéo từ trên xuống dưới như này thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Ví dụ nhá. Đây đúng không? Tôi chọn vào đây. Tôi chọn trên nhá, G này. Em cầm và kéo xuống dưới này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái gradient của chúng ta nó sẽ này theo nhỉ. Chúng ta chọn phím G, chúng ta kéo nhảy, nó sẽ theo đều chiều chéo nhỉ. Nhìn không ạ? Sau khi làm xong các bạn có đồng ý với tôi chọn vào cái add new một cái stroke thì có phải nó sẽ tạo ra liền không?
cái viền này các bạn có đồng ý tôi sổ xuống và tôi chọn được quyền là chọn là nét thanh nét đậm như này không ạ? Nhìn này chưa? Nhìn nhá. Và sau khi đã chọn xong này thì các bạn có thể chọn cho nó một cái chốc, đó là về cái bóng đổ của đối tượng viền không ạ? Em nhìn nhá, nó rất là rõ ràng và chúng ta sẽ tăng cái giá trị lên, tăng này nó sẽ rất là đậm. Em nhìn thấy chữ của anh không? Đây vẫn là gradient nhưng mà vấn đề là em dùng cái màu đồng em đẹp với mức nào thôi. Thì đây chính là một cái chữ nha. Làm đủ các thể loại, ví dụ em làm màu xanh thì khác, màu vàng, màu tím khác, nhưng vấn đề là em phải chọn ra các sắc độ. Ví dụ cái phần bóng này, em nhìn này, chúng ta sẽ làm này trông thấy nó sẽ rất khó đấy ạ. Được chưa? Ok, phần thứ hai, trong cái phần gradient của chúng ta nó phải kết hợp. Ví dụ chúng ta cầm đối tượng này, chúng ta kéo xuống dưới. À, chúng ta sẽ chọn vào đây này, chúng ta đánh vào đây. À, có nhiều cái chữ mà bản là chữ đánh 3D cho nó đẹp ấy, thì mình phải ngồi kỹ là phải dùng chế độ nó là RGB, xong rồi dùng hòa trộn, xong rồi làm sao cho nó bóng bẩy lên. Thì đấy là việc mà đương nhiên. Đây ví dụ cái này là CMYK, em chọn là file, em chọn vào phần thay đổi phông chữ. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng là file và chúng ta chọn vào blend. Chúng ta sẽ chọn vào OE, chúng ta chọn vào thư viện này. Chúng ta chọn vào background. Trong phần background thì tôi sẽ có phần texture. Trong phần texture thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn rồi, ở đây nó có rất nhiều những cái hình mà chúng ta hôm trước đã làm. Ví dụ cái này làm phát sáng hay không là đều cái này. Đây, tôi sẽ dùng hòa trộn thôi, đúng không ạ? Đây, hòa trộn, người ta có hòa trộn như này. Đặt lên thôi thì cái giá trị thì nó sẽ tự phát sáng cho các bạn. Nhìn này chưa? Những cái này đi qua sẽ được nhảy, được không ạ? Phần thứ hai, sau khi tôi có được cái hình này, tôi sẽ kéo vào đây. Tôi cũng chọn một cái biểu tượng là Apparent là Add New Fill. Sau khi Add New Fill xong, tôi dùng Y ngắn, tôi chỉ vào đây, tôi có được gradient này. Lúc này tôi dùng phím G và tôi kéo từ trên xuống dưới. Tôi có được cái gradient này rồi, nhưng cái biểu tượng này của tôi nó sẽ không được nổi bật trên cái hình chữ của tôi. Thì bây giờ người ta phải có cách nào? Thì người ta sẽ làm chữ như sau, đó là đây là một trong những cách làm bóng tốt nhất hiện tại bây giờ. Chúng ta ấn vào Ctrl Shift O. Ctrl Shift On này trở thành đối tượng thường, đúng không? Và lúc này chúng ta sẽ chọn cho nó một cái màu. Thì các bạn phải nhớ một điều rằng cái này tôi đang dùng cái Add New Fill, nên tôi sẽ trường trò như sau. Tôi sẽ cầm đối tượng này, chúng ta đẩy lên trên đây một tí, có hai hình và hình dưới tôi để là một không. Cái này vất thùng ra, vất thùng ra rồi, ok. Được ạ. Rồi cái phần này tôi cũng vất thùng rác luôn, thấy không nào? Tại vì là chúng ta áp lên phim là áp một cái mặt nạ phía trên mà, nên là khi mà em đổ màu hay gì đó nó không ra được. Đây thì lúc này tôi sẽ chọn cái này bỏ không nhá. Nhìn nhá. Tôi quét qua cả hai tướng là Ctrl B là chuyển hình. Và với chuyển hình này thì tôi tích đúc vào cái biểu tượng V kép của chúng ta, nó sẽ có giá trị của hình của các bạn. Đây tăng lên này. Nhìn này chưa? Cái này rất quan trọng bởi vì em muốn nhấn mạnh cái chữ của em mà đặt trên nền đậm lên thì phải là chiêu thức này. Và cái này nó chỉ cần dùng một chế độ đó là multi thôi. Multi là rất là đẹp, làm đậm mạnh. Và ngoài chúng ta cần đối tượng này, chúng ta đẩy vào đây. Nhìn chưa? Cái này nó chính là làm những cái biểu tượng icon đấy em. Thích đúc vào đây em nhìn này, chọn được một hình này em có thể kéo dạt cái xuống này. Nó có thể làm được như này mà. Đúng không? Nhưng mà để sát lại thì nó sẽ đẹp hơn. Ok, sau khi làm xong đẹp hơn như này thì bắt đầu chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái phần thứ hai nữa là tại sao tôi lại phải có thể làm được điều này. Thì tôi sẽ nhân bản cái đối tượng làm hai giúp tôi cái. Được chưa? Nhân bản ra ngoài, ấn vào Ctrl Shift O và cho nó trở thành đối tượng thường. Thì tôi bỏ qua cái này đi thì có phải là trở thành màu đen không ạ? Nhìn nhá. Rồi cái ông này tôi sẽ dùng một chiêu thức đó là Ctrl 8. Ctrl 8 là biến tất cả những đối tượng rồi trở thành một. Đây rồi nhau trở thành một bằng object và chúng ta chọn vào Compose Path và chọn vào Ctrl 8. Và lúc này chúng ta sẽ chọn một cái màu. Được chưa? Rồi, bây giờ để đấy đã. Phần thứ hai, để muốn tạo ra những cái gọi là như anh đã nói với em mà muốn những cái màu đồng của chúng ta nó phát sáng và đẹp hơn thì người ta phải dùng một cái chiêu thức của người ta vẽ một cái hình tròn. Tôi vẽ đây chọn một cái màu đen cho dễ nhìn. Và cái màu đen này tôi sẽ dùng cái chiêu thức như sau, rồi tôi chọn vào hình tròn, đó là đây. Nhìn chọn chưa? Thì cái màu này nó chưa phải là đen tuyền. Tôi phải tích đúc vào nó và tôi chọn một cái thông số màu đen tuyền ở chỗ này này. Nhìn chưa? Và tôi đẩy cái này vào trong.
nhìn vào trong chưa? Sau khi tôi đẩy vào trong xong, tôi tích vào đây, tôi tích đúc vào đây và tôi chọn đúng cái màu đen đen xì cho các bạn. Cái này là 100%. Rồi, ok. Nhìn này. Cái hình này của tôi khi mà tôi chơi một trò như sau là tại vì nguyên tắc của Canadoc là gì? À, nền đen và hình trắng thì có phải đây là nền đen và hình trắng không? Thế bản chất là như vậy mà, và chúng ta có bóp bẹt xuống như này. Chúng ta chỉ cần dùng một chế độ hòa trộn đó là Canadoc. Thì lúc này em có nhìn thấy cái biểu tượng này, chúng ta sẽ làm sao phát sáng. Này ạ. Và nó muốn rộng hay nhạt hay muốn nhòe hay không nhòe thì tùy thuộc vào cái filter của em. Em làm filter chọn vào blur, chọn vào option blur thì cái này sẽ nhòe nó đỡ. Nhìn này. Muốn vừa phải hay không là do mình mà. Nhìn chưa? Sau khi có cái này xong em cầm này điểm xuống. Em kéo cái này dài ra. Em kéo dài ra. Ok, em đẩy lên đây. Dũng Thúy Man kéo lên đây, phát quang. Đây, Dũng Thúy Man kéo đây. Sau khi làm xong chọn 1, chọn 2, chọn 3 thì em chọn được tất cả những cái này, em bấm vào Ctrl G là group. Thì sau khi tôi group xong thì cái màu đồng của tốt rồi thì tôi cầm đối tượng này tôi đèm phát lên đây. Đúng không ạ? Cho nên trên tất cả thì có phải cái bóng ngoài không ạ? Chọn đối tượng 1, giữ shift, chọn đối tượng 2, Ctrl số. Em sẽ thấy cái màu đồng của em sẽ chắc chắn sẽ sáng hơn rất nhiều. Cái này bỏ qua nhé, cái này nó đầy. Đúng chưa? Đấy, nên là muốn làm được cái màu đồng đấy này, màu vàng ấy, nó vàng gôn lên là phải như này. Và chắc chắn cái này phải dùng gradient là từ xanh đậm chuyển xanh xanh nhạt thì nó còn đẹp nữa. Chứ không dùng mảng phẳng đấy đâu, dùng mảng phẳng này em độ này nó phải đủ. Tối là phải đủ độ. Nhìn không ạ? Hiểu cái này chưa? Đấy, gradient nó ứng dụng được như thế đấy ạ. À. Rồi, tiếp theo. Bây giờ thì sau khi mà các bạn xong phần chữ thì bây giờ tôi sẽ nói tiếp tục phần chữ số 2. Các bạn nhìn nhé, phần chữ số 2. Tích số 2 này gọi là tích đánh trong khung. Đấy nên là đến cái lần trước Đức có hỏi anh là anh Khánh cái này có thể là chữ 3D được không? Thì em cứ xem lại cái này nó sẽ làm hết. Không có gì không làm. Cái Evident là một trong những cái tính năng nâng cao của hệ thống về chữ. Đây ạ, thì cái này vẽ khung thì chắc chắn em phải có một cái pen. Em vẽ một cái biểu tượng tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm. Em nhìn thấy cái khung của anh không? Và sau khi có khung xong thì em chỉ cần chọn cái tên này, nhìn tên này nhỉ? Em tích vào trong thì nó nhảy vào trong khung, nó tự nhảy vào trong khung cho em và em tự đánh. Em thấy chưa? Đánh trong khung. Đấy, thế thôi. Tích vào anh trong khung thì chỉ vậy thôi. Có em phải vẽ một khung trước. Em có thể vẽ bất cứ một cái gì, ví dụ T. Em chọn cái chữ của em không phải 72 mà chỉ là 9 thôi, được không? Em vẽ theo một cái hình tròn cho dễ nhìn, được không? Em chỉ cần chọn T số 2 em vẽ vào đây phát là tự thức nó được. Chữ bé quá giữ phim em đẩy lên. Nó được ship lại như này. Nhìn chữ bên này chưa? Đây. Người ta gọi là chữ đánh trong khung. Em biết cái trò mà có những cái thằng mà hoàn hình không ạ? Em có một cái mây mây trên ghi trong chữ trong đó. Thì đây là chữ đánh trong khung. Và tất nhiên trước khi làm hiểu về điều đó thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ bật một cái bài, một bài chữ. Có hết em. Trong chữ có hết. Anh có một bài chữ này để các bạn tập luyện. Có nghĩa là bạn làm hết được cái này thì bạn đã gần như là bạn đã làm hết được phần chữ rồi. Đây, có nhìn này không ạ? Đây là một cái text. Đúng không ạ? Cái text của chúng ta là gọi là text văn bản đúng không ạ? Nhưng tại sao khi đưa vào đây là tự giãn ra? Em thấy tự giãn nào? Bởi vì cái này được chèn lên, đó là text wrap. Thì mới làm được cái này. Phần thứ hai, cái này link giữa file text với nhau. Hôm trước nói cái này rồi đấy, về xem làm chưa? Yeah. Đây là text trong khung đấy. Tại sao tích trong khung? Bây giờ nhìn này, kéo ra đây. Có đúng nhảy không ạ? Thì có phải là chúng ta chọn là pen, chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Xíp ích đi. Chúng ta bẻ cong đây và chúng ta bẻ cong đây. Chúng ta bẻ cong đây đúng không ạ? Sau khi làm xong, các bạn có đồng ý tôi chọn tích này và gõ một phát thẳng trực tiếp vào đây không ạ? Đây gọi là tích trong khung. Và tất nhiên chọn màu này là màu sáng hơn. Đúng tên nhau không ạ?
Nhìn tích trong khung này. Vậy cái tích trong khung này có khác gì cái việc mà tôi cắt một cái người và tôi đè vào tích này được không ạ? Để cho chữ nó giãn ra được không ạ? Thì cũng là một cách đúng không em? Rồi, bỏ qua. Nào, nhìn tích này chưa? Gọi là tích chạy theo đường dẫn. Các bạn nhìn đi, tích số 3 là tích chạy theo đường dẫn. Ok, để muốn tách chạy theo hướng dẫn thì nó có chia theo thể loại như thế nhất là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái vùng tròn hình tròn. Thế nhỉ? Chúng ta muốn chọn tách chạy theo hướng dẫn thì chúng ta phải chọn số 3. Và cái này nhớ một điều rằng phải tích vào đây. Thì tự khắc tích ghi Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Wow. Được chưa? Ok, và sau khi làm xong thì cái tích của chúng ta có thể tích đúp vào quét qua nó được không ạ? À, chúng ta có thể cho nó to lên, ví dụ rơi tầm khoảng 24. Nhưng có nhiều người bảo nó không, cái chữ Cộng hòa nó phải nằm ở chỗ này cơ. Tại vì em có thấy là một số tem nhãn trên nắp chai không? Em bắt buộc phải này cái nắm này đấy. Trên cái nắp chai, trong cái nắp nọ người ta hay ghi là cái công ty người ta, và ở giữa nó có một cái logo, địa chỉ ở dưới, cái này để ở dưới. Thì các bạn nên để ý này, ở đây nó sẽ có một cái việc như sau, đó là có hai cái đầu điểm chốt ở trên cái phần chữ đấy. Đây ạ. Nhìn hai cái này chưa? Nào, dừng có hai cái này chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ chọn biểu tượng này cầm. Đây là cái đuôi. Đây là cái vị trí kéo dài của text đấy ạ. Nào, tôi sẽ chọn xem. Cầm biểu tượng này. Nếu tôi cầm biểu tượng này, tôi kéo đây. Kéo hết cỡ đi thì các bạn có thấy nó bị thiếu text không? À, nó giống như em vẽ một cái khung nhưng mà nó sẽ bị thiếu tích thì cái này là vẽ theo hình tròn. Được chưa? Và thứ hai, đây là vị trí xuất phát của đối tượng chữ đó. Em sẽ cầm nó cho tôi. Đây là vị trí xuất phát đấy. Cầm hiểu được không? Cầm ở đây. Nhìn vị trí xuất phát chưa? À, và tất nhiên trong phần tích này người ta có thể giãn chữ ra bằng phím an. Người ta cầm thì cũng giãn lên như bình thường. Đúng không? Thì trong một số cái ví dụ đĩa CD. Các bạn biết làm cái đĩa CD không ạ? Thì người ta hay đặt tích nhỉ? Chữ chạy theo hình tròn nhỉ? Dưới đấy, đấy là cái câu chuyện mà tiếp tục anh phải nói tiếp nhau một lần nữa, là để muốn làm đây là chữ theo kim đồng hồ, và để muốn ngược kim đồng hồ thì chúng ta phải làm bằng cách nào, thì các bạn có thể ghi chữ nào mà ngược kim đồng hồ. À, trong cái phần chữ này thì các bạn sẽ có một cái biểu tượng, là đây là biểu tượng đúng không? Người ta có cái là chọn vào Type, và chúng ta chọn vào đây Type Path Option. Đấy, về nhà. Nên là em có thấy cái bài mà 30% không? Tại vì sao là Thịnh nó làm nhiều thế? Bởi vì thực chất nó đã làm từ trước rồi. Thịnh trước khi mà đến đây học là Thịnh đã học khóa của anh ở trên mạng. Không phải học khóa của anh mà là tự mày mò trong cái đống video của anh, tự tìm hiểu. Và bạn đã đi làm được cái mức lương như vậy. Thì chẳng qua bạn muốn là hoàn thiện giá trị của bạn ấy. Ấn vào đây thì các bạn nhìn thấy chữ Finish nhỉ. Ok, chọn vào Preview, chúng ta ấn vào đây thì ngược kim đồng hồ. Và ngược kim đồng hồ này thì các bạn có đồng ý với tôi phải chọn cái điểm này và tôi xoay nhảy mà Cộng hòa cho chúng người Việt Nam này. Vậy thì chúng ta có thể ghi có dấu ở chỗ dưới là điện thoại, địa chỉ, điện thoại, email không ạ? Chính xác chưa? Rồi, vậy thì cái bảng ấy nằm ở đâu? Nó chính là nằm bằng cách là tích đúp vào đây. Nhìn tích đúp bây giờ bỏ cái clip này đi này, được này. Đấy thì nhanh hơn là tích đúp vào thẳng công cụ này. Thì nó sẽ ra cái bảng đấy mà không cần phải chọn vào cái đường dẫn giống như vừa rồi anh bảo nữa. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào T số 4. Thực chất T số 4 chính là T số 1. Nó chỉ khác nhau ở chỗ gì? Đây ạ. À, ok, đấy chưa? Bạn nhìn nhỉ? Nó sẽ đi dòng. Vậy thì thực chất nó làm nhỉ? Đây tôi đang đánh nhảy đúng không? Đánh theo kiểu thư pháp đấy em. Nhìn nhỉ? Vậy chữ này có thể biến thành chữ nằm ngang được không? Thì đây, chính tách, chúng ta chọn đây. Đây là chế độ vertical theo chiều dọc đó, còn horizon theo chiều nón. Vậy thì từ ngang thì dọc đối với tôi rất dễ. Vậy thì thực chất 4 giống như 1 nữa. Thế anh nói thật cho em biết là trong cái tách này nó chỉ có 1, 2, 3 thôi, và cái cuối cùng là cái này thôi. Chứ còn ba cái này gần như chúng ta không học, bởi vì nó như nhau. Thấy chưa? Tách này có vẻ là tách theo đánh theo khung, nhưng mà đánh theo khung theo chiều lắm. Đúng rồi đấy, dọc đấy.
đúng không? Rồi tiếp theo, tách này là dùng pen, thì cái này các bạn nhìn tách này theo hình tròn nhé, còn nữa là tách theo hình pen đấy, thì cái biểu tượng này là biểu tượng mà tại sao anh vẽ qua cái đôi giày đấy ạ. Nhìn này chưa, civic thì có phải là tách này, em chỉ cần gõ vào đây thôi. Và tôi muốn thay chữ này thì tôi cần căn chuột hai, tôi xóa này đi và tôi gõ này đúng không, đúng không em? Và đấy là giá trị mà tại sao mà tôi lại có một cái biểu tượng, đó là cái chữ Adidas nó nằm ở chỗ này này. Và cái này là chẳng qua là chui vào trong, chui ra ngoài là do mặt nạ thôi, mình làm mặt nạ cho nó mà, bình thường là nó chính là cái này mà, nhìn chưa, nó là mặt nạ mà, nhìn chưa. Đấy thì đây là giá trị mặt nạ có thể làm được cái biểu tượng này như vừa rồi. Ok, vậy thì đây là chữ chạy theo đường dẫn của bạn. Vậy tách số này thì cũng giống hệt như cái này, nhưng nó chỉ là chạy dọc theo đường biên thôi. Ok, chúng ta sẽ chọn vào T cuối cùng là T điều chỉnh bút tự do. Nó chính là hệ thống này nè. Lúc này em có nhìn thấy cái này không ạ? Nhìn tách này chưa? Vậy thì bây giờ để muốn làm ra cái biểu tượng tách đấy bằng cách nào thì trong cái này hay sử dụng cho việc thiết kế về chữ. Ví dụ chúng ta chọn vào đây. Đây ạ. Thì cái T số 7 nó rất hay chỗ này, em muốn thay vào em chỉ cần chọn phát là chọn đúng nó, nó chọn màu luôn. Ở phần thứ hai chọn vào đây phát em có phóng to được, phóng to rất nhanh. Ở phần thứ ba là ra biểu tượng em xoay được. Nhưng các bạn phải nên lưu ý một điều rằng tại sao hai đứa dùng phông chữ giống nhau mà nó lại đẹp hơn công mình, bởi vì nó tính được độ co giãn giữa các phông chữ này này. Bởi vì em có thấy nhiều lúc cái chữ này đến chữ này nó bị thưa quá, nó không có đẹp. Nên tôi mới dùng cái T số 7 này, nhấn tích vào đây một cái, tôi sẽ dịch chuyển sang này. Nên dịch chuyển bằng tay nhá, phải dùng tay đấy, cái này hay dùng cho việc thiết kế logo. Nhìn chưa, chữ bắt đầu có sự liên kết ngay. Và các bạn, ở đây nó có mấy nguyên tắc này, chữ O đứng gần chữ O thì cảm giác nó xa nhau bởi vì cái bụng đấy, nó to hơn. Còn chữ Y đứng gần chữ nào thì cảm giác nó sát hơn, nên các bạn phải điều chỉnh làm sao cho phù hợp. Cái phông chữ chúng ta phải làm nó rất là chuẩn trong phần này, ngồi phải điều chỉnh cái này mới là quan trọng. Chữ đẹp hay không là do đoạn này đấy, không cần thiết được đo bạn. Em chỉ cần chọn cái phương thức là chúng ta nhìn bằng mắt thôi. Đôi lúc chúng ta thấy cái mắt rất là đẹp. Rồi, ok, nhìn nhá, tại vì cùng một phông chữ các bạn thấy nhá, nó có tính nhá, em nhìn này, nó có tính nhìn mạch và thành cụ, nó sẽ rất là đẹp hơn rất là nhiều. Thì trong cái phần hình này của chúng ta mới làm được cái này. Cái này nó làm được cái gì nữa? Nó sẽ cầm cái tượng đó, thích vào đây. Nhìn chỗ này chưa? Cầm để dịch chuyển xuống dưới này. Nó thay đổi vị trí mà. Đấy, vậy thì người ta mới sinh ra cái trò như hướng như vừa rồi anh vừa bảo em ấy. Đấy, đúng, chính xác, vẫn giữ nguyên phong. Đấy là cái việc mà rất là quan trọng của việc thiết kế của chúng ta chơi trò bố cục về chữ. Đây là, bình thường chúng ta phải convert đúng không? Thì bây giờ không cần convert nữa, nó là mới làm được cái này. Đây ạ. Chúng ta có kéo được mà, đúng không? Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến phần đó là trong phần chữ của chúng ta nó có những cái là thể loại hiệu ứng. Cái này thì chúng ta học rồi, cái này chúng ta học rồi, cái này tương hợp rồi, cái này tương hợp rồi. Nhưng cái này chúng ta chế dấu bằng cách nào? Thì chúng ta sẽ chọn vào T cho nó một tí. Thì các bạn phải lưu ý là có những cái phông mà chúng ta đánh được thì là đánh được bình thường nhưng mà lại không có dấu. Nhưng có những chế độ thì có những cái phông thì nó lại có hỗ trợ về dấu nhưng lại không hỗ trợ về đánh. Có em phải tự đánh ra thì nó ví dụ dấu sắc nên em phải đánh phát là đường luôn, nhưng mà lại có dấu nhưng lại không cho hỗ trợ đánh. Vậy thì chúng ta phải vào lấy được cái phông chữ đó. Ví dụ trong phần này tôi sẽ chọn vào, ví dụ tôi đây là coi như là phần này là phần phông chữ nó có hỗ trợ nhưng mà lại không đánh được chữ A và dấu sắc. Thì người ta mới chọn vào text. Trong phần text này ở đây nó có một cái biểu tượng, đó là cái phần hình của chúng ta đây. Đây các bạn nhìn này, đây là thư viện hình. Chúng ta chế dấu là nằm ở đây. Và tất cả những cái phần dấu ấy thì có một số dấu là các bạn tự vẽ ra, nhưng có số dấu thì bạn nên lấy từ một phiên bản khác chuyển sang thì nó sẽ tốt nhất. Em hiểu cái này chưa? Đúng chưa? Và tôi tích vào đây một cái thì các bạn sẽ thấy ok, chúng ta sẽ chọn đây là phông chữ của chúng ta. Nó sẽ mặc định cho phông chữ chúng ta, thì chúng ta kéo xuống một tí. Kéo xuống một tí điểm gì? Chúng ta sẽ chọn phông thôi. Ví dụ chúng ta chữ A thường.
đâu A Thường chạy đâu rồi? Em có nhìn thấy A Thường không? Kia kia hỏi đâu đâu ở đâu A Thường à không đây đây A Thường đâu rồi? Phía A một rồi chấm dưới chân này. Đấy, hàng sang trái đi. Đây à? Có dấu sắc chứ cái thằng này. Đây, nhìn này chưa? Thì ví dụ cái này thì bạn chỉ cần tích lúc vào đây, bạn quét qua chữ A giúp tôi. Nhìn ạ. Sau đó chúng ta chỉ cần dịch chuyển này, nhìn này tích lúc này. Nó sẽ cho dấu các bạn. Nhưng có những trường hợp mà chúng ta không cho dấu được. Ok, vậy thì có nghĩa là nó không hỗ trợ đúng không? Thì chúng ta chơi trò nhà anh, chúng ta tích vào đây. Nhìn nhá. Và chúng ta tích đúp vào đây. Thì có phải đây là chữ A mà nó có dấu không? Người ta mới dùng cái Ctrl Shift O và chúng ta lại vì nó là đối tượng thường rồi chuột phải chọn vào ungroup. Thì đây lúc này nó sẽ có hai hình, chuột phải một lần nữa thì nó sẽ vào đây. Cái này các bạn có thể dùng nhiều cách, có thể là dùng cái công cụ phím gì A và quét qua phần phía dưới và chúng ta xóa cái này đi thì có phải có dấu không? Thì chúng ta chỉ việc mang dấu lên là xong. Hiểu phần này chưa đã? Ok, và các bạn nhớ một điều rằng trong nguyên tắc của tất cả những thiết kế cho mỹ phẩm hay cho cái gì đó thì nên bạn nên vẽ thêm tính năng vẽ thêm trong phần thiết kế đó là gì, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào spare. Sau khi tôi chọn vào spare xong thì tôi sẽ có một cái hình và tất nhiên tôi chọn một cái phông chữ là địa đàng một tí. Được chưa? Chúng ta chọn một nét nó hơi mảnh một tẹo và nó có chân phông chữ tôi... Ok, tôi sẽ chọn cái này. Ra lấy vỏ viết bài. Chúng ta sẽ chọn những cái phông chữ đây ạ. Các bạn nhìn này, cái công việc đầu tiên là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Shift O. Dự phim an đẩy sát vào, có phải này nó nhảy nó sẽ có tính kết cấu ạ. Và tất nhiên sau khi đẩy vào thì tôi lại có một cái điều là chữ A nó bị sát quá nên tôi mới dùng cái chữ này, tôi tích vào chữ A tôi đẩy ra ngoài. Sau khi làm xong thì bắt đầu tôi mới chơi tròn ở Ctrl Shift O để nó trở thành đối tượng thường. Thì lúc này các bạn nhìn nhá, cái hình của chúng ta nó sẽ đến đây đúng không ạ? Chúng ta có thể tạo ra sự điệu đà cho nó bằng cách này, chúng ta vẽ thêm nó giống như một cái cánh ấy. Thì cái việc mà khi đã convert rồi thì chúng ta mới dùng được phím A và chúng ta biến đổi. Và biến đổi bằng cách nào đây? Có những trường hợp này người ta chọn vào P. Người ta tích vào đây một điểm. Tôi sẽ chọn vào đây P. Tích vào đây một điểm. Chúng ta vẽ vào đây một điểm. Nhìn nhận. Chúng ta vẽ vào đây một điểm. Chúng ta vẽ vào đây. Em nhìn này chưa? Sau khi làm xong tôi tích vào đây một điểm và tôi bắt buộc tôi sẽ vẽ vào đây vẽ thêm đường cong. Trong cái chuyện khi tôi vẽ xong thì tôi sẽ tích vào đây, tôi sẽ tích vào đây được nó rồi thì bắt đầu tôi quay trở lại, tôi bắt đầu tôi chỉnh. Bởi vì khi mà làm cho tất cả những cái dòng về đồ thiết kế sau này em nên vẽ thêm này, nó sẽ cực kỳ có giá trị. Sản phẩm của em nó sẽ đẹp ngay lập tức. Đấy, bắt đầu ngồi chỉnh lại. Được chưa? Ví dụ đây là một cái hình. Tiếp theo tôi sẽ làm thêm cái nữa tại vì nó chưa đủ độ đẹp. Chúng ta mới chọn vào pen. Chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta chọn vào đây một điểm. Được chưa? Và chúng ta cứ chọn tạm thời như thế đã và chúng ta sẽ kéo vào đây. Và trong quy trình khi làm này thì các bạn nên cân nhắc bởi vì cái việc này là việc mà chúng ta rất tỉ mẩn trong việc là khi chúng ta làm tốt này thì cái việc tiến đến cái phần logo nó rất dễ. Nhìn thấy cái đường cong này, chúng ta phải ngồi chỉnh từ đây này, nhìn nhở? Phần thứ hai chúng ta chỉnh bẻ cong ra ngoài, vẽ thêm cái chữ đó cho nó đẹp điệu đấy. Ví dụ như mỹ phẩm mà giảm cân hay cái gì đó thì tôi sẽ phải vẽ cho nó đẹp hơn. Chứ phông chữ thì lấy đâu ra em? Được chưa? Rồi cầm này, kéo đẩy vào đây. Rồi ok, các bạn có thể chỉnh luột nè cho tí. Cái này tôi sẽ đẩy xuống dưới một tí, nhìn chưa? Em nhìn thấy nó rất tạo. Hiểu không ạ? Nó giống như một cái logo. Và tiếp theo các bạn có thể vẽ thay pen. Có nhiều người ta vẽ này. Đấy em bảo nó sẽ như thế này mà.
Rồi, ok, chúng ta sẽ chọn vào đây thôi. Chúng ta cầm điện này ra. Nó sẽ rất là mất thời gian, nhưng mà tập làm này dần dần nó tự nhiên. Ví dụ em làm về tràm xem, em uốn này nó sẽ rất là đẹp. Đấy, ví dụ này, em nhìn chưa? Một cái sản phẩm của chúng ta bắt đầu nó rất là điệu. Ok, và chữ spa của chúng ta, tại vì cái này nó sẽ không có phông. Và tại sao chúng ta lại khác biệt thôi chúng nó. Ok, chúng ta chọn vào pen, chúng ta tích vào đây một điểm. Được không ạ? Đây, có nhiều người người ta chọn vào đây. Người ta chọn vào đây và người ta chọn vào đây. Ok, chọn vào đây, chọn vào đây. Sau khi tôi chọn xong thì tôi có này. Đâu rồi, Ctrl Z nào. Chọn vào đây, chọn vào đây. Hàng ơi. Hàng ơi. Chọn vào đây. Hàng. Chọn vào đây. Chúng ta chọn vào đây. Sau khi làm xong chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn vào đây và chúng ta xóa tất cả. Đi chơi sao câu. Thì em nhìn này, trong trường này tôi sẽ xóa này. Thủng này đúng không ạ? Thì sau khi ngồi thủng thì bắt đầu lại ngồi chỉnh tiếp. Ví dụ chúng ta sẽ chơi một trò như sau, đó là P trừ tích vào đây. Em nhìn chậm. Ok, tôi sẽ tích vào đây và bắt đầu lại chơi trò là bẻ cong làm sao cho nó đẹp nhất. Ví dụ cầm bẻ cong. Cái này đẩy lên đây một tí. Làm từng tí một em ạ. Và chúng ta sẽ chọn vào đây, cái này đẩy xuống đây. Cái việc mà chúng ta làm ấy, P trừ bớt điểm đi, bớt điểm đi. Và chúng ta lại bẻ cong như bình thường. Ok, chỗ này chỉ cần là cầm ở đây, kéo vào đây nó sẽ cong cong này, cho nó đẹp. Đấy, ví dụ có nhiều người người ta có thể tạo ra những biểu tượng như này. À, có những người người ta cắt thẳng cái này đi, người ta để nên lấy nối từ cái này lên này. Em hiểu cái nối từ cái này lên không? Có nghĩa là cái vệt này nó sẽ chạy như này này. Vậy thì cái chữ này nó sẽ tạo ra một chữ spa theo cái cách của tôi, và tôi sẽ đặt một cái chữ là thương hiệu Việt chẳng hạn. Rồi, sau khi tôi có thương hiệu Việt rồi thì tôi sẽ đặt ở vị trí này. Ví dụ thế. Ok. Đấy, đặt chơi như này thôi thì câu chuyện nó đã khác rồi. Và cái việc convert nó cũng làm được cái gì, đó là chính là phần logo đấy em. Ví dụ chúng ta chọn vào SR. À, chúng ta chọn vào đây là một cái hình của chúng ta RS. Nên là về nhà các bạn sẽ tập luyện với cái việc này một tí. Yes. À, về nhà chúng ta sẽ tập luyện với cái việc mà làm thế nào để cho nó ra một cái nối chữ giữa chữ này với chữ kia thì nó sẽ chuẩn hơn. Ví dụ chúng ta lấy một con V nhớ nhá. Vậy thì các bạn cũng công nhận với tôi là hai cái chữ này nó chưa liên quan nhau. Tôi ấn vào Ctrl Shift On này, biến nó trở thành đối tượng thường. Và sau khi biến đối tượng, tôi chuột phải ungroup ra thì cái chữ này của tôi, các bạn nhìn này, chữ này có đẹp hay không. Tôi sẽ chọn vào M, tôi quét vào vị trí này một tí, tôi chọn cho nó một cái màu trắng một tí thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ này đẹp hơn. Nhìn thấy nó vẫn là chữ R. Vậy thì chắc chắn ông là phải chơi một trò làm sao xóa. Thì có phải nó thừa điểm này không ạ? P trừ bớt điểm đi ạ, bớt điểm đi cho nó đẹp, nó dễ ạ. Vậy có chữ R không ạ? Ông này nối vào đây. Được chưa? Tôi sẽ chọn ông này, tôi nối vào nhau. Nối vào nhau thì chắc chắn nó sẽ bị thừa ra ngoài là ông này đúng không ạ? Vật đi. Ông này thừa không? Vật đi, được chưa? Vậy sau khi thừa vật đi thì chữ R, chữ S tôi đã thành công rồi. Thì nó ngoài tôi mới chơi trò nhỉ? P trừ, bớt điểm. Cái này nó em phải làm rất nhiều thao tác. Bớt này, được chưa? Bớt này. Tôi không ngại cái chuyện là tôi xóa điểm đâu, bởi vì mục tiêu tôi sẽ là uốn ra đẹp như này. Riêng cái cạnh trên chỉ cần uốn này là đẹp này. Nhìn ạ, còn cạnh này đúng không ạ? Thì trước khi thêm cái này vẫn P trừ ông này cái. Bớt điểm ông này đi. Vậy thì có phải dùng cái biểu tượng này khi em kéo ra. Em kéo này là kéo tùy tay. Nếu mà muốn mà để nó song song thì giữ shift cho tôi. Chỉ cái này luôn luôn thẳng theo mặt đất này em nhìn chưa? Ấn vào đây phát thì tôi có được cái hình rồi đây. Nhìn chưa? Chữ nó sẽ rất là đẹp. Và cái câu chuyện
câu chuyện của cái chữ này có nhiều người người ta có thể vẽ có đấy, giống như là vừa rồi anh bảo em làm một cái biểu tượng pen, em tích vào đây một điểm rồi em tích vào đây một điểm, em tích vào đây một điểm như này, đúng không? Tại vì có nhiều người làm về cái spa nhưng mà nó hơi điệu cho đàn ông chẳng hạn, cái tích vào đây một cái rồi chọn vào đây biển không nhá, nó sẽ rất là đẹp. Thế như vừa rồi tôi bảo các bạn là các bạn vẽ vào hoa, thì bây giờ tôi sẽ vẽ thêm cái này cho bạn. Đây là biểu tượng về logo và cái này nó sẽ thấp xuống, nó không quá cong. Ok, cái này cũng không quá cong nhẹ đâu, nó nhẹ thôi. Ok, cái này cầm này vọng xuống dưới nhỉ. Nhìn nhỉ. Nó chết bởi vì những cái thứ mà chúng ta vẽ vào đây. Ok, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây nhìn này. Tích vào đây nha. Chọn đây này. Để chọn đây. Ok, chọn vào đây. Chọn đây. Ok, sau khi anh có xong anh sẽ chọn màu hồng cho các bạn xem. Được chưa? Ok, chọn vào pen, tích vào đây một điểm. Chọn vào đây một điểm. Tích vào đây, anh sẽ chọn vào đây. Vẽ vòng. Tất nhiên đoạn này thì cũng cần phải điều chỉnh rất là nhiều, bởi vì là tôi sẽ rất là cân nhắc về mặt tỷ lệ. Cái điểm này cạnh này, nhìn đấy, cầm điểm này cạnh này, đẩy vào trong. Cái này cứ bẻ cong ra ngoài như này. Nhìn nhá, cái đường này chạy nó phải rất nuột nà. Cầm điểm này kéo đây xuống tí. Vẽ từng tí một em, ở chỗ này chưa được cong lắm. Cầm điểm này đẩy cái cong này nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ no đủ hơn. Đấy, ok, cầm điểm này hơi bị kích quá, cầm điểm này đẩy vào đây nó tạo ra độ nhỏ. Nhìn nhá. Rồi tiếp theo, bây giờ em chỉ việc làm vẽ thêm cái cánh vào đây là xong rồi. Ok, chọn vào đây một điểm. Đầu tiên bao giờ cũng phải làm dưỡng tinh chất phác thảo mà. Cái này đúng không? Đấy. Nhưng mà nó có thể là bông hoa, bởi vì là cái người spa thì người ta thích một cái điệu đà một tí cho nó hấp dẫn. Đấy. Em nhìn thấy chưa? Tích vào đây một cái, chúng ta cầm này, chúng ta đẩy lên một tí thì cái đường cong nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà đường cong này chưa chuẩn lắm. Tôi sẽ chọn đây. Đấy, vậy thì với cái cách này em nhìn này. Logo nó phải nó mang hơi hướng của logo nhiều hơn. Nhìn chưa? Đấy, làm một logo ít nhất nó phải có một cái biểu trưng như thế này đã. Thì cái việc mà biến đổi nó sẽ rất là tốt cho em. Em hiểu không em ạ? Ok, thì cái giá trị mà chúng ta vừa được học đây, em nhìn này, hai cái như là này. Và chúng ta vẽ một cái nét ở từ đến đây. Rồi vẽ một cái nét từ đến đây. Và D là màu trắng và cái đen đây. Hai logo sẽ được. Và logo tôi sẽ đặt vào phóng này. Và tiếp theo chúng ta đặt như này. Chữ này thôi. Các bạn nhìn nhở. Vậy thì với cái phần chữ là cái chắc chắn là cái phần convert này chúng ta phải luyện tập sự nối chữ với nhau. Và để muốn mà đẹp nữa thì tôi cũng khuyên các bạn một câu rằng là bạn lên trên mạng nó có những cái chữ biến đổi về chữ RS đấy, thì mình xong có thể vẽ thêm bằng tay vào. Vẽ thêm bằng tay bằng giấy nhá, vẽ bằng giấy nhá. Có nghĩa là đặt một tờ giấy đè lên, vẽ khung hình nó vẽ vẽ thêm. Chưa đẹp chúng ta vẽ nhiều lần nó sẽ đẹp. Và sau đó chúng ta đồ lại thôi. Chúng ta đồ lại để làm cho nó cong mà. Bởi vì vẽ tay thì nó sẽ bị thô sơ, nhưng mà khi vẽ máy thì nó lại sẽ rất là đẹp. Đấy, thì đây là cái phần mà các bạn nhớ một điều rằng đây chính là phần chữ mà chúng ta cần phải nắm được trong cái này. Các bạn nhìn nhỉ? Ok. Còn cái hiệu ứng chữ thì nó vốn dĩ đã có rồi. Các bạn tích vào đây. Bạn có nhìn thấy biểu tượng chữ của tôi nó có này không? Tích vào đây một cái. Và chúng ta sẽ chọn vào preview này. Đấy. Ok. Thì bài này chính là bài chữ để cho các bạn luyện tập. Với cái bài này các bạn phải đi qua cho tôi, đó là về thiết kế về chữ. Và thứ hai luyện tập thiết kế về biểu tượng là logo liên quan đến sự nối chữ giữa hai chữ với nhau. Và làm hết. Và tất nhiên là đây tôi cũng cho bạn xem, tôi cũng chia sẻ cho bạn này. Tôi sẽ nhớ cả chân S lại cái này một tí. Tí nữa thì sẽ lấy USB copy lại cái bài này và chúng ta luyện hết nữa. Ở hôm nay Đức có mang USB không? Sau đó thì Đức up bài này lên trên cái nhóm của chúng ta và để cho các bạn biết nào nhé. Đây ạ. Cửa sổ E và chúng ta sẽ chọn vào
của E. Chúng ta chọn vào chúng ta sẽ chọn B. Ctrl C và chúng ta chọn đây. Để làm bài chữ này. Nhìn chưa? Rồi phần thứ hai nữa là anh sẽ tắt bỏ cái bài này đi. Và anh cũng cho các bạn xem là cái hình của chúng ta nó sẽ được cái gì. Cái này anh sẽ tắt để đi nhá. Rồi ok. Được chưa? Nhìn này, đây là một cái bài mà nào các bạn nhìn lại, đây là một trong những cái bài chữ mà chúng ta đây ạ. Đây các bạn cũng phải ngồi như thế này. Đây là cách mà chúng ta sắp xếp chữ rồi. Nhìn chưa? Rồi ok, chúng ta chọn là như này chưa? Đi chưa? Rồi chúng ta chọn cái này chưa? Đây là cách sắp xếp thôi nhá, nhìn chưa? Chúng ta chọn là vẽ thêm. Chọn hình. Cái này đây giá tốt đấy. Nhìn chưa? Chúng ta ngồi chúng ta tự sắp xếp những cái chữ này. Ok, thì bài này tôi sẽ cung cấp cho các bạn. Về nhà các bạn ngồi luyện tập với cái này cho tôi. Trong phần E chúng ta sẽ có một cái bài liên quan đến bài chữ. Không biết nó còn chưa? Đâu rồi? Rồi, bài chữ rồi. Em up bài này và bài chữ nhá. Cho mọi người cho anh. Ok. Ồ, cái này thì phải căn cho shift O chứ không thì nó nhảy phông. Đây, anh sẽ quay cái màn hình này để cho mọi người nhìn kỹ này. Nhìn chưa? Chúng ta phải tập làm những cái này. Làm ra khoảng 20 cái. Nếu ông làm mà siêu thì ông làm 50 cái, 100 cái thì làm sao? Sau này đấy, khi chúng ta thiết kế đấy, chúng ta chỉ việc thay nội dung chữ vào thôi. Thì có phải là thiết kế chúng ta sẽ công nghiệp rất là nhiều không ạ? Chúng ta không phải ngồi chữ này biết là đây cũng chỉ là cái cách này. Chúng ta lại biến đổi một chữ đây. Nhìn chưa? Gần như những cái này là còn nguyên dạng không. Anh chỉ sắp xếp để cái độ to nhỏ các kiểu thôi. Nhá. Không, nếu không bởi vì em nhìn này em phải tự vẽ. Đóng kết quả em sẽ biết phông chữ này phông chữ gì nhá. Này em để vẽ cho mọi người nền trắng. Được chưa? Về nhà chưa? Rồi ok nhá. Và hôm nay thì các bạn sẽ học xong phần chữ. Buổi sau thì chúng ta sẽ học sẽ những cái khác.